bơi. À biết bơi. Thấp mà. Nên là chị bị lo lắng. Đúng rồi, em lo lắng. Em nghĩ làm sao mà 6 đứa tụi anh ở đây mà có thể để cho em có thể chơi với dòng nước. Anh nếu như tối nay mà anh được ngủ ngon mà em được ngủ khổ, anh sẽ nhường cho em luôn. Trời ơi. Anh ra dẻ quá. Anh không có hay vậy quá. Em mà không được là tôi chửi em liền á. Hello. Bạn nói gì vậy? Ok ok chưa? Yếu lắm. Liêu kỳ à? Dạ. Mùa xuân sang có hoa anh đào. Anh hả? Mùa xuân sang có hoa đào anh. Nước Trung Hoa và nước Anh. Ủa? Gì vậy? Hoa đó là hoa được rồi. Hay quá, giỏi quá. Giỏi chống chế. Giỏi chống chế. Chỉ ra mày chọn cái chết. Ôi mày láo kinh kìa. Tại vậy tới tôi. Rồi đủ miếng nước này trước khi tôi thoát nè. Vô, hết cái này rồi nha. Nhấp môi, nhấp môi không? Thì chúng tôi đã ngày hôm nay là Phương Ly ha, lần đầu tiên gặp anh em mình mà cũng rất là vui vẻ, náo nhiệt mà không gọi là vui đùa đó. Đó là hợp lý đó nha, rất là hợp luôn. Nhưng mà thấy năng lượng chi không đều, thấy cứ chiều là hơi bị trị nha. Không có cái trị nha, lúc mà cái chỗ mà lấy chân á, Hương Ly chơi rất là sung luôn đó. Ok luôn á. Từ lúc ngoài bờ xong á. Không, tại biết sao em không biết bơi. À biết bơi. Thấp mà. Nên là chị bị lo lắng. Đúng rồi, em lo lắng. Em nghĩ làm sao mà 6 đứa tụi anh ở đây mà có thể để cho em có thể chơi với dòng nước. Anh nếu như tối nay mà anh được ngủ ngon mà em được ngủ khổ, anh sẽ nhường cho em luôn. Trời ơi. Anh ra dẻ quá. Anh không có hay vậy quá. Em mà không được là tôi chửi em liền á. Mà hiểu nói là hiểu là anh Giang, tại sao anh Giang lại như vậy, lý do gì không? Tại vì anh Giang ngủ sướng ngủ khổ, anh Giang cũng đâu có ngủ đâu. Đúng là con trai của ta. Chắc lên mà. Trời ơi. Nói chung là hôm nay là Phương Ly là cũng ít tin cho chương trình. Hôm nay chương trình vậy là quá ok rồi. Yeah. Hoan hô. Như vậy là hành trình của bé đến đây là kết thúc tại đây. Bất ngờ chưa bà già? Ủa? 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 Sao vậy? Sao vậy? Anh tài tắt xe đường, rủ bé xuống. Bây giờ mình sẽ chơi trò chơi âm nhạc. Không đơn giản chỉ là hát, đã là trò chơi ở 2 ngày 1 đêm thì phải có sự lắc léo. Để kiểm tra kiến thức âm nhạc của các em, Giang Ca đã đưa ra yêu cầu của trò chơi là trong lời bài hát phải có một từ liên quan đến tên một nước. Bây giờ chơi từ thứ tự đi. Đúng rồi. Bây giờ Hiếu nè, Hiếu xong tới anh, xong tới em, xong tới Lâm. Okay. Đó. Okay. Rồi ha. Hiếu rồi, đây. Đồng đây. Đồng đây. Rít chứ. Rít nha. Ngang xương. Trời ơi, có gì suy nghĩ mà. Nhưng mà mình làm lại được không anh? Ủa? Lặp lại là cứ ăn hoài là có một cái nước lặp lại đúng không ạ? Thôi, ai chơi lặp lại. Khó, cái chơi nó bị khó. Đúng rồi, cái này khó. Đi ra đây. Này khó nha. Khó đó, bị ngập. Yếu quá. À. Em trước cho. À, thôi. Rồi, anh trước luôn. Rồi, từ đây là tôi và tới anh Tuấn đúng không? Không. Vậy thôi. Đi. Alo, bạn nói gì vậy? Liêu kỳ à? Yếu lắm. Liêu kỳ à? Dạ. Mùa xuân sang có hoa anh đào. Mùa xuân sang có hoa đào anh. Nước Trung Hoa và nước Anh. Ủa? Gì vậy? Hoa đó là hoa được rồi. Hay quá, giỏi quá. Giỏi chống chế. Giỏi chống chế. Chỉ ra mày chọn cái chết. Ôi mày láo kinh kìa. Tại vậy tới tôi. Chữ tới tôi, tới em đó. Từ Lâm bên đây đi ha. Đúng rồi. Đi. Quintana, Quintana, tên nên 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 nên. Đoàn quân Việt Nam đi chung nước chân rộn vang trên đường tập hình xa. Yeah. Rồi, tới tôi. Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu. Ôi hàng. Hàng. Quá. Hay quá. Mùa xuân sang có hoa anh đào. Cần Việt Nam đi. Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu.
Cứu tôi, đồ dùng quá. Chú Tấn kìa. Hiểu chứ. Đâu phải vậy chứ. Sao được, đây đi vòng nè. Ủa? Nè xuống đây rồi đi vòng qua anh Tây Lâm. Đúng rồi. Đó, được đi vòng mà. Đi chắc. Anh cúng luôn đi anh. Anh cúng luôn. Ok, chia tay. Là gì? Đừng đi, thì là em cứ đi. Là gì? Ok, chia là Campuchia. Ok, hay quá trời. Cúc cu, nước cu ba. Ê, cái gì vậy trời? Ai, cao luôn. Cúc cu, chim rừng ca trong nắng. Đó, nước cu ba. Nhạc rừng á. Hay vậy trời. Thằng yếu quá rồi. Hiểu thì hiểu á. Oh, đêm hip hop về trên bản làng. Đó là chữ bản, là Nhật Bản. Bài sáng đó. Hay luôn. Hôm ấy thăng nước đầu đình bọt quên chiếc áo trên cành là cành hoa sen. Hay quá. Là thấy em phải không? Là tôi kể người nghe chuyện tình lang già điệp. Làng hay là làng? Hay là làng? Đến đây cũng vậy. Ủa, đến đây mà. Thế rồi, làm gì có nước gì? Có, đi thấy gì? Đêm qua tắt nước ý à chứ đâu đình. À nước ý. À bỏ quên chiếc áo. Ui quạt nước áo luôn đấy rồi. Đùa nè. Ồ hay quá. Quạt nước áo luôn. Hát rồi mà. Ui hát rồi. Ý hả? Eo ơi khó thế. Tự nhiên anh ra đề bài khó. What? Ra đề bài khó. Quá lâu. Ba thương con vì con giống mẹ bà Lan đó. Rồi cho tôi đừng đi qua lối đó có con ma đang chờ. Malaysia. Trời da 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 da. Anh sai rồi, anh sai rồi. Xin em một lần hãy nói em yêu anh. Xin cái bò. Thôi đây. Thôi ngon quỳ. Baby Kachima Chikile. Ba là cây nến vàng. Bè là cây nến xanh. Cái lớn con là cây nến hồng. Hồng công. Hay quá. Nhông 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 cha làm con ngựa để cho con sung sướng cha ơi. Nhông 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 ngựa cha mệt quá. Nhông 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 cha làm con ngựa cho con sung sướng ơi. Nhông 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 ngựa phi mệt. Phi phi châu phi. Philippines. Châu luôn hả? Cái gì nữa ta? Khó quá. Thật đi. Ba tôi đưa tôi ra đầu làng. Một mình ba đội cả trời nắng to. Nước gì? Brazil tôi. Ủa, Brazil to. Sao ghê. Tới tôi, ma nữa ơi ra đây tao biểu coi. À, gì gì? Nếu có nghiện gì tao nói rượu. Con Út đâu ra đây tao biểu coi. Nước Út. Em làm sao? Em giết tôi đi. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu mà con. Ủa nhưng mà hát bài khác mà trùng nước đó được không anh? Trùng rồi nước, nếu hát chị anh thì nước anh hoài cho được. Không, ý là không, mình phải hát nước nha, phải đi hát nước. Rồi biết rồi. Rồi anh cứu chưa?
Anh cố đây rồi, cố nha. Ai, 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 ai cầm. Vậy? Trời ơi. Em cố được chưa? Ừ. Na dữ. Trời chơi riêng là biến tấu tùm lum hết. Ủa? Thiếu cũ không? Biển xanh lắm bé chẳng dám đâm đầu bờ biển Ngà. Nước bờ biển Ngà. Bờ biển Ngà đó. Không, đẹp cũ chưa? Nước mắt đàn ông trộn. Róc rắc, y rắc. Thôi tự nhiên nó lắc, làm gì có bài nào lắc lắc lắc. Nước cũ là sống chung lá rời đó. Bài nhạc dừng nó bài nó em hát á. Bài nó em hát luôn á. Ủa vậy chị? Ừ, em hát là cu 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 á. Chuyện gì khó đã có chị Google. Hồi nãy cờ dít hát là cúc cú chim rừng ca trong nắng. Còn anh Tuấn hát là róc rắc, hát đúng lời phải là róc rách gió lùa qua khóm trúc nha anh Tuấn ơi. Yếu nghề. Lời khỏi là chắc. Ủa tự nhiên chơi không được hát cái yếu nghề. Đúng rồi. Không liên quan. Đây là bánh. Vô 2 ngàn một đêm là phải. Ui. Trăm nghề hay. Thôi anh chơi năng gia. Dạ. Không, anh hát có đúng chữ. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Bánh này gọi là bánh vợ chồng. Ồ. Cột chùm này gọi là đoàn kết nè. Hai cục là vợ với chồng nè. Chín triệu. Anh sai rồi, anh sai rồi. Xin em một lần hãy nói em yêu anh. Xin cái bò. Xin cái bò. Tới đây. Tới ngon quỳ. Baby Kachima. Ba là cây nến vàng, bè là cây nến xanh, con là cây nến hồng, hồng công. Hay quá. À, nhông 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 cha làm con ngựa để cho con sung sướng cha ơi. Nhông 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 ngựa cha mệt quá,